Quốc Anh chào tất cả các bạn đang dõi theo kênh Trị Liệu Tâm Trí và Cân Bằng Năng Lượng. Quốc Anh cầu chúc mọi phước lành đến với tất cả chúng ta. Khi chúng ta càng bình tĩnh, số mệnh của chúng ta càng trở nên tốt đẹp. Trong chủ đề của video lần này, Quốc Anh chia sẻ với tất cả các bạn về chủ đề những cách để chúng ta có thể có một tâm trí bình tĩnh và bình yên. Khi tâm trí của chúng ta bình tĩnh, chúng ta sẽ có khả năng tìm thấy sự thanh thản trong tâm trí và sống một cuộc sống vui vẻ hơn. Khi tâm trí của chúng ta ríu rít, nó không im lặng và bạn không thể thư giãn. Lo lắng dẫn đến suy nghĩ quá mức và suy nghĩ quá mức dẫn đến lo lắng. Làm thế nào bạn có thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này? Video này là thông điệp dành cho bạn. Những cách để có một tâm trí bình tĩnh và bình yên. Có một tâm trí bình yên có nghĩa là trao dồi khả năng thoải mái với hoàn cảnh của bạn. Điều thứ nhất, cho phép mọi người sở hữu hành lý của riêng họ. Ai đó đã làm tổn thương bạn và bạn tự nghĩ, tôi đã làm gì để xứng đáng với điều này? Nó có phải là một cái gì đó mà tôi đã làm sai? Có chuyện gì xảy ra với mình? Những điều người khác làm chúng ta tin là lỗi của chúng ta. Vấn đề là chúng ta có quá nhiều quyền sở hữu đối với những gì nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nhưng thực sự, chúng ta không thể kiểm soát được phản ứng của người khác. Hành vi của họ không liên quan gì đến bạn, trừ khi bạn chủ động tác động đến họ và gây ra sự việc. Thay vào đó, hãy cho rằng bạn có quyền kiểm soát tình hình, giải phóng quyền kiểm soát của bạn đối với hành vi của người khác, cho phép người khác sở hữu sự tiêu cực, vấn đề cá nhân và hành lý của riêng họ. Khi bạn cho phép người khác làm chủ những tiêu cực, vấn đề cá nhân và hành lý của họ, bạn được giải phóng và không bị ảnh hưởng đến mình. Đôi khi chúng ta khó với chính mình và có xu hướng dễ dàng tha thứ cho người khác. Sự tha thứ mà chúng ta dành cho người khác, chúng ta cũng có thể dành cho chính mình. Vì vậy, hãy tha thứ cho bản thân và cho đi. Khi đó tâm trí chúng ta không còn lo lắng và tự do để người khác là chính mình. Điều thứ hai, cho phép bản thân phạm sai lầm. Khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải làm một cái gì đó hoàn hảo, chúng ta không thể bình tĩnh, bởi vì một sai lầm nhỏ sẽ phải trả giá bằng toàn bộ sự hoàn hảo mà chúng ta mơ ước có được. Vấn đề với sự hoàn hảo là nó không tồn tại, nhưng chúng ta tìm kiếm nó ở chính mình và ở những người khác. Khi chúng ta không có được sự hoàn hảo đó, chúng ta đã tự đánh bại mình. Khi chúng ta thấy người khác không hoàn hảo như chúng ta hy vọng, chúng ta sẽ trở nên thất vọng. Trở nên hoàn hảo đối lập với con người, vì con người có nghĩa là chúng ta không hoàn hảo. Cho phép bản thân phạm sai lầm. Bạn không cần phải hoàn hảo. Hãy buông bỏ khái niệm về sự hoàn hảo. Thay vào đó, hãy tự nghĩ rằng bạn là một người đang trong quá trình hoàn thiện, bởi vì bạn luôn tiến bộ mỗi ngày. Bạn luôn học hỏi và thay đổi mỗi ngày. Hãy từ bỏ ảo tưởng về sự hoàn hảo, về tiêu chuẩn quá cao, và hãy làm những gì bạn có thể làm ngay hôm nay. Khi bạn làm vậy, tâm trí của bạn sẽ có thể thư giãn và đưa bạn lên cao hơn những gì bạn mong đợi. Điều thứ ba, biết rằng bạn không bị quyết định bởi các yếu tố bên ngoài, mà bởi khả năng của bạn để đối mặt với những thời điểm khó khăn. Có rất nhiều căng thẳng trong cuộc sống của bạn, và tư duy của bạn đóng một yếu tố rất lớn trong cách bạn xử lý căng thẳng đó. Nó có thể biến bạn thành một người chán nản hoặc một tâm hồn lạc lõng. Nếu bạn tin rằng bạn bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài, rằng cuộc sống của bạn đang được định đoạt bởi những thứ bên ngoài,
thì bạn sẽ không bao giờ có được sự bình yên trong tâm hồn. Nhưng nếu bạn biết rằng những thời điểm khó khăn sẽ xảy ra trong cuộc đời của bạn, bạn sẽ sẵn sàng đối mặt với chúng. Khi bạn cảm thấy rằng bạn có thể đối mặt với những thời điểm khó khăn, bất kể nó có thể là gì, tâm trí của bạn vẫn bình yên. Hãy chấp nhận rằng cuộc sống không nhất thiết phải lúc nào cũng tốt đẹp. Nó có thể cực kỳ căng thẳng. Nhưng sự khác biệt giữa tâm trí lo lắng và bình yên là biết rằng bạn có khả năng đối mặt với những tình huống căng thẳng và vẫn đánh giá cao cuộc sống. Điều thứ tư, ngồi thiền. Thiền định chuẩn bị cho tâm trí bình an. Nó giúp bạn vững vàng về mặt tinh thần để chúng ta có thể đối mặt với mọi tình huống một cách dễ dàng. Nó làm tăng khả năng phục hồi cảm xúc. Nó làm giảm xu hướng phản ứng và cho phép bạn phản ứng với các tình huống. Nó làm giảm căng thẳng và lo lắng. Nó quan sát những suy nghĩ hỗn độn và giúp bạn lựa chọn suy nghĩ của mình tốt hơn. Với thiền định, bạn giải tỏa tâm trí của mình khỏi những căng thẳng bao trùm và mang lại cho bạn sự tự tin để tâm trí bình tĩnh hơn. Điều thứ năm, thực hành tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ đợi mà không phải lo lắng. Trong xã hội hiện tại, chúng ta tin rằng chúng ta luôn bận rộn. Cái gì càng có giá trị thì càng có vẻ khan hiếm. Vì vậy, mọi người đã tin rằng thời gian là khan hiếm và thời gian không nên lãng phí. Chỉ cần bạn tin rằng khi bạn lãng phí cuộc sống của mình, bạn không thể có được sự thanh thản trong tâm hồn. Nó đã làm cho chúng ta cảm thấy ít hạnh phúc hơn và thiếu kiên nhẫn hơn theo từng phút. Chúng ta trở nên lo lắng hơn và tạo ra căng thẳng cho chính mình. Thời gian là một ảo ảnh. Bạn sẽ không đi đâu cả. Không cần phải vội vàng. Kiên nhẫn là một khả năng và một thái độ. Bạn luôn tiến về phía trước. Có một thời gian cho tất cả mọi thứ. Hãy để bản thân trôi cùng vũ trụ. Sau đó, bạn sẽ đạt được mục tiêu của mình. Điều thứ sáu, nếu chúng ta biết điều gì kích hoạt chúng ta có khả năng thay đổi phản ứng của mình đối với tình huống. Tiềm thức của bạn không biết điều gì tốt cho bạn. Nó chỉ thích làm những gì nó vẫn luôn làm. Đó là chạy lại kịch bản tiềm thức. Đó là những việc mà bạn có thể bị tổn thương từ trong quá khứ của mình. Có thể bạn nghe ai đó nói một câu nói kích hoạt tiềm thức của bạn. Bạn có thể có những hành động mất kiểm soát. Hãy tự chiêm nghiệm và suy ngẫm về hành động của bạn và những ảnh hưởng của nó đối với người khác. Bạn sẽ học được điều đó bởi vì bạn có thể biết nó ảnh hưởng đến bạn như thế nào. Bạn biết rằng bạn có khả năng tạo ra sự thay đổi. Biết chính mình và bạn sẽ bình an hơn trong bất kỳ tình huống nào. Điều thứ bảy, hãy neo giữ hòa bình của bạn với khoảng thời gian khi bạn bình yên. Có một khoảng thời gian trong cuộc đời bạn cảm thấy thoải mái, bình tĩnh và bình yên. Ký ức của chúng ta có khả năng đưa cảm xúc vào hiện tại. Nếu bạn nghĩ về khoảng thời gian hạnh phúc trong đời, khoảnh khắc vui vẻ nhất của bạn, chắc chắn bạn sẽ mỉm cười nhiều hơn một chút. Nếu bạn nghĩ về những ngày tồi tệ của mình, nó sẽ mang lại những cảm giác đó cho cơ thể hiện tại của bạn. Hãy nhớ một khoảng thời gian cụ thể mà bạn bình yên. Chú ý đến môi trường, mùi của nó như thế nào, nó trông như thế nào và cảm giác như thế nào khi bạn ở đó. Bạn đã ở đó, hình dung nó trong tâm trí bạn. Một số ký ức cố định, một cảm giác cụ thể trong tâm trí bạn. Nhớ lại kỷ niệm đó và bạn sẽ mang đến cho bạn một tâm trí bình yên. Điều thứ 8, học cách thư giãn. Khi bạn thư giãn, bạn cảm thấy tốt hơn, cơ thể bạn bình tĩnh, tâm trí của bạn sẽ tự nhiên thuận theo. Không còn căng thẳng và lo lắng, vì bạn không thể thoải mái và căng thẳng cùng một lúc. Nếu bạn học cách thư giãn mọi lúc mọi nơi, bạn sẽ gặt hái được những lợi ích từ việc ổn định và khỏe mạnh. Điều thứ 9, làm những gì quan trọng ngay bây giờ, sống trong khoảnh khắc hiện tại, nó thực sự mang lại hiệu quả cho bạn. Rất nhiều việc chúng ta làm là vì tương lai, gia đình trong tương lai, phần thưởng trong tương lai, lợi tức trong tương lai. Nhưng chúng ta không tập trung vào những gì chúng ta đang làm ngay bây giờ. Bất cứ khi nào bạn bắt đầu suy nghĩ về nhiều khả năng trong tương lai, bạn sẽ có xu hướng nhấn mạnh vào các chi tiết.
Bạn sẽ lập kế hoạch trước nhiều năm và chuẩn bị tất cả các công cụ cần thiết mà bạn nghĩ mình cần. Nếu điều đó xảy ra, bạn sẽ sớm nhận ra rằng thực tế rất khác với những gì chúng ta nghĩ sẽ xảy ra. Không có suy nghĩ nào trong tương lai là quan trọng, bởi vì tương lai là không thể biết trước. Điều này không có nghĩa là bạn không nên lập kế hoạch. Nếu bạn đang nghĩ đến việc đi du lịch, đi mua sắm hay lên kế hoạch nghề nghiệp, thì hãy lập kế hoạch. Nhưng nếu bạn lên kế hoạch quá xa về tương lai xa, liên quan đến hàng ngàn khả năng, thì tâm trí bạn sẽ không được thanh thản. Bạn có thể lập kế hoạch cho tương lai của mình, nhưng dự đoán tương lai thì bạn không thể. Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tự tạo ra nó. Và để tạo ra tương lai, chúng ta tập trung vào hiện tại. Không có tương lai nếu không có hiện tại. Vì vậy, hãy tập trung vào thời điểm hiện tại và điều quan trọng cần làm ngay bây giờ. Bất cứ khi nào bạn rơi vào trạng thái phân tích, hãy nghĩ xem bạn có thể làm gì ngay lúc này. Điều thứ 10, kết nối với thiên nhiên. Đi dạo trong công viên, ngồi xuống với cây cối và chim chóc, nhìn ra biển và nhìn chầm chầm vào bầu trời đêm. Năng lượng của tự nhiên là tất cả xung quanh chúng ta. Vì vậy, hãy kết nối với thiên nhiên và bạn sẽ có được sự bình yên trong tâm hồn. Bình tĩnh trong một thế giới đầy giông bão. Bạn có thể học được cách bình tĩnh và yên bình bằng cách quan sát những cơn gió. Gió là tách rời, không nắm bắt, và để tự nó đi bất cứ nơi nào cuộc sống dẫn dắt. Thông qua chủ đề của video lần này, Quốc Anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả các bạn những nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video. Đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ngoài ra, các bạn có thể kết nối trực tiếp với Quốc Anh qua fanpage và qua Zalo theo số điện thoại Quốc Anh chia sẻ bên dưới mỗi video. Quốc Anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.